Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn cải thảo và chia sẻ với quý vị và các bạn cái loại phân bón mà người trồng cải thảo của mình hay bón thúc cho cây cải thảo này. Sinh trưởng phát triển rất là mạnh và cung cấp đủ chất dinh dưỡng đối với cây cải thảo quý vị các bạn nhé. Nào mình dẫn quý vị các bạn ra xem cô chủ vườn cô ấy rắc cái loại phân gì. Các bạn thấy là người trồng rau cải thảo của mình tiến hành rắc ngay ở mặt luống. Một sào thì cô rắc bao nhiêu kg này cô? Bây giờ yến. Bây giờ một yến một sào. Một sào Bắc Bộ là 360 m2 quý vị các bạn ạ. Rồi. Yến này. Đây là cái loại đầu trâu xanh cô nhỉ? Đầu trâu xanh. Kết hợp với cả đạm thái sao cô ạ? Đúng rồi. Thì khoảng bao nhiêu ngày thì cô rắc một lần? Đậu nửa tháng. Nửa tháng một lần. Bây giờ nó to này chỉ nửa tháng mới đến 10 ngày thôi. Cây to hơn thì cô vẫn rắc phân này là lại phân nào vẫn, khác vẫn nữa? Đầu trâu với lại Việt Nhật. Cô có bón, có tưới kích gì không cô? Có. Thường... dễ rồi nân. Nân nâm thao. Cô cho thấy bọ nhảy ở đây này. Bọ nhảy đây. Bọ nhảy ông vừa đánh hôm qua. Hay bị đánh lắm. Cảm ơn cô ạ. Vị quả thấy đây, thực tế là cái loại đầu trâu xanh nó đã đủ đạm đơn kali và yếu tố vi lượng là Te rồi, nhưng cô chủ vườn là trộn thêm cả đạm thái lan tăng cái nồng độ đạm lên. Bởi quý vị các bạn thấy là cái thời kỳ này cây cải thảo đang sinh trưởng phát triển rất mạnh, và với cây như này thì khoảng tầm hơn 2 tháng nữa là sẽ cho thu hoạch thôi. Và cái thời điểm này là cứ khoảng nửa tháng người trồng cải thảo quyết định bón thúc một lần. Trước khi tiến hành gieo trồng như này thì người trồng cây cải thảo của mình cũng đã bón nót khoảng mỗi một sào Bắc Bộ khoảng 20 đến 30 kg NPK hoặc là 50 kg lân không, và các cái loại phân có nguồn gốc hữu cơ như tro, trấu gà để làm nguồn thức ăn dự trữ cho cây cải thảo này. Bởi cái thời gian sinh trưởng của cây cải thảo rất là dài, nó tương đương với cái kẻ bắp khoảng tầm 3 tháng. Và cái thời điểm này thì cũng chú ý nhất là cái loại bọ nhảy thường xuyên tấn công cây cải thảo này. Và nó tái đi tái lại bởi vì nó bay từ vườn khác sang, cho nên là cái giai đoạn này là phòng trừ sâu xanh sâu đen và cái loại bọ nhảy. Và cái cải thảo thì trải qua rất nhiều cái giai đoạn chăm sóc khác nhau. Đây là cái thời điểm bón thúc quan trọng nhất để cho cây cải thảo đủ dinh dưỡng để sinh trưởng phát triển. Và các cái giai đoạn sau thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn ở các video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.